Một trong những nội dung được nhấn mạnh trong chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bày tỏ sự đồng tình cao với quan điểm này, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng đang đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mới của nhiệm kỳ mới. Theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, tuy chủ đề đại hội chỉ nói đến khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, nhưng trong nội dung dự thảo văn kiện đầy đủ là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. Đại hội này có một cụm từ tôi rất quan tâm, đó là phát huy ý chí và khát vọng của dân tộc. Mà ý chí và khát vọng của dân tộc, tôi cho là muốn nhấn mạnh về cái truyền thống. Ý chí của dân tộc ta là một ý chí của một dân tộc không bao giờ khuất phục bất cứ một khó khăn, bất cứ một kẻ thù nào. Và khát vọng của dân tộc ta là khát vọng gì? Khát vọng độc lập, tự do và trong thời đại hiện nay là khát vọng về chủ nghĩa xã hội. Từ truyền thống khát vọng được sống trong hòa bình và phát triển của dân tộc, khát vọng đưa đất nước phát triển được cụ thể hóa trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025 đưa nước ta là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Các mục tiêu này nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Qua cái thảo luận thì chúng tôi thấy là cái mục tiêu mà Đảng đề ra, cái đó là có cơ sở. Cái cơ sở là từ trước nay là mình vượt qua nhiều cái khó khăn hơn, mình còn vượt được. Thì trong cái kỳ vọng của cái nhiệm kỳ tới thì cho đến cái thời gian dài như vậy, thì tôi thấy là dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế rồi cái đồng lòng của đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân của dân tộc Việt Nam là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Qua cái đại dịch vừa rồi và qua cái năm 2020, cái năm khó khăn nhất mà chúng ta vẫn là một cái nước có thể nói là đứng vào cái hàng đầu thế giới về cái phát triển kinh tế. Cho nên với cái truyền thống yêu nước của dân tộc ta, lại sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân toàn dân ủng hộ, cho nên là cái mục tiêu mà đề ra thì tôi thấy rằng là rất là khả thi và chúng ta có thể đạt được. Đông đảo đoàn viên thanh niên mong muốn Đại hội Đảng lần thứ 13, Đảng sẽ có giải pháp khơi dậy mạnh mẽ khát vọng và sáng tạo của sức trẻ. Đối với thanh niên thì chúng tôi mong muốn rằng là đại hội sẽ có những quyết sách liên quan đến vấn đề nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, vấn đề lập nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên để tạo điều kiện cũng như cơ hội cho thanh niên có thể phát triển kinh tế, khẳng định bản thân, làm giàu cho quê hương, đất nước. Khơi dậy khát vọng phải trên nền tảng của văn hóa truyền thống, do vậy cán bộ đảng viên mong muốn đại hội lần này sẽ có các chủ trương nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay. Trông chờ vào đại hội có những cái quyết sách đúng đắn và thực sự đổi mới để làm thế nào mà cái tốc độ kinh tế tăng trưởng, nhân dân được ấm no, được mỗi ngày một hưởng thụ cái nét văn hóa mới và văn hóa hiện đại, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Muốn đạt mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội đề ra, Đảng phải phát huy được tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tham gia đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, không ngừng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Người dân kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chúng ta trong vấn đề chỉ đạo quyết liệt về hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong cái thực hiện cái một cái trong những cái bước đột phá của chúng ta đó là hoàn thiện thể chế, mà đây là một cái bước đột phá mà trong cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội của chúng ta trong giai đoạn tới là giai đoạn 2021-2030 mà Đảng chúng ta đặc biệt quan tâm. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương năm 2021 nêu rõ,
tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là đẩy mạnh đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa con người Việt Nam, thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển đất nước. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. Phải xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh toàn diện. Và trước hết là tổ chức đảng, người là tổ chức lãnh đạo trực tiếp toàn diện xã hội, là phải thực sự trong sạch vững mạnh, thực sự là được nhân dân tin tưởng và yêu mến, và thực sự là quy tụ được cái sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Với một đảng cách mạng chân chính và một nhà nước của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín, lãnh đạo như đảng và nhà nước ta được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng quyết sách đúng đắn tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.